Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chỉ cái các bạn cái cách mà mình nấu xôi dẻo mềm, ngon và mình để nguội nó không có bị khô cứng. Rất là đơn giản luôn, thì mình không có cần phải ngâm nếp á, mà hạt nếp vẫn nở đều nè, không có bị nhão và không có bị nát thì xôi của mình nó mới ngon. Có thể làm xôi mặn hoặc là xôi ngọt thì cũng thích hợp hết. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng xem video nha. Mình dùng đây là nửa ký nếp. Nếp này thì mình dùng cái loại nếp sáp, thì các bạn dùng cái loại nếp sáp hoặc là nếp thái cũng được nữa. Và phần nếp này thì mình sẽ đi vo rửa cho nó sạch ha. Rồi cái mình để đây cho nó ráo nước cái phần nếp này. Tiếp theo thì mình có muối, muỗng cà phê muối, vài cọng lá dứa cho nó thơm, 400ml nước cốt dừa. Thì với nửa ký nếp thì mình dùng 400ml nước cốt dừa. Thì nước cốt này các bạn ép ra từ 300g dừa để cho xôi của mình nó ngon. Vo rửa cái phần nếp cho sạch. Thì nếp á, nếu mà các bạn không làm kỹ á, thì bụi bặm lắm. Tại vì trong lúc mà người ta bán á, bụi nó bay vô nè. Và để lâu nó cũng hay bị mốc nữa. Khoảng 2-3 nước gì đó. Rồi cái mình để cho nó ráo mà không có cần phải ngâm ha. Phần nếp mình đã vo cho nó sạch xong rồi là được. Để cho nó ráo thôi. Nếu mà các bạn ngâm á, thì sẽ hơi bị nhão cái phần xôi của mình. Vì mình lường nước cốt dừa là nó dừa cái phần xôi luôn á. Lá dứa thì mình sẽ dùng 2 phần. Ở đây á, thì mình làm với vịt khìa cho nên là mình là dùng con vịt nè. Khìa với nước dừa. Các bạn sẽ ướp đường, muối, bột ngọt, tỏi và hành tím băm. Ngũ vị hương. Ướp khoảng nửa tiếng, các bạn chiên cho nó thơm hai cái mặt da. Rồi cái mình cho nước dừa tươi vô mình khìa. Và để lửa lớn cho nó nhanh rút nước, một chút nữa nó cạn thì các bạn hạ lửa nhỏ lại nha. Bây giờ đi xào nếp, mình cho hết phần nước cốt dừa đã chuẩn bị vô trong cái chảo. Dùng chảo chống dính thì nó không có bị dính. Mình cho tiếp lá dứa vô. Muối sẽ giúp cho xôi của mình đậm đà hơn. Các bạn sẽ đảo đều cho phần nước cốt này nó xôi lăn tăn lên và muối nó tan ra. Nó vừa xôi là được à. Rồi nước cốt này các bạn thấy nó xôi lên ha, nó bốc hơi lên nè. Bây giờ mình lấy nếp mình cho vô. Nếu mà để mà nước cốt dừa nó không xôi á, khi các bạn cho hạt nếp vô á, thì nó lâu rút nước lắm. Mà hạt nếp nó dễ bị nhão nữa. Nó vừa xôi vậy nè, các bạn cho nếp vào, cái mình để lửa dừa thôi. Và mình đảo đều cho nếp nó rút hết nước cốt dừa vào. Để cho nó khô ráo luôn. Nhanh lắm, các bạn đảo khoảng 3 đến 5 phút à. Rồi bây giờ bắt đầu nó rút bớt rồi nè. Mình tiếp tục mình đảo đến khi nào mà mình thấy nước cốt nó khô á, thì khi mà mình hấp lên xôi của mình nó không có bị nhão. Rồi tắt bếp ha. Mình chuẩn bị cái miếng vải nè để cho vào trong cái nồi hấp. Cho hết phần xôi vào trong cái miếng vải này. Nếu mà các bạn dùng cái loại sửng hấp mà nó dày á thì mình khỏi dùng miếng vải cũng được. Cho lá dứa vào để khi mà mình hấp á nó thơm nha. Lá dứa hồi nãy mình chia hai phần, một phần là để xào nếp, một phần là để cho vào hấp xôi. Rồi cho hết vô trong cái nồi hấp. Các bạn túm cho nó đậy nó lại á, để cho hơi nước nó đừng có bị rớt xuống làm nhão mặt nếp. Rồi bây giờ mình sẽ đậy kín rồi cái mình hấp ha. Nước phải sôi sẵn. Các bạn cho vào thì mình hấp 20 phút với lửa vừa. Quay trở lại chảo vịt khìa nè, nãy giờ nó cũng rút nước cạn bớt rồi đó. Các bạn trong thời gian mà mình khìa thịt á, thì mình nhớ trở lại đều nha. Cho cái miếng thịt vịt của mình nó chín và nó thấm gia vị nữa. Mình khìa được 20 phút thì thịt vịt nó mềm vậy nè. Và tiếp tục để đây cho nó cạn nước. Cho hạt điều khô vào mình sấy với dầu sôi là được à. Để mình cho vô trong thịt vịt nè, nó có màu đẹp. Đối với thịt heo khìa các bạn cũng làm tương tự vậy đó. Mình làm vậy thì màu nó đẹp lắm. Và khìa với nước dừa tươi nữa thì màu nó lên tự nhiên nữa. Nồi xôi mình hấp 20 phút. Đây, cái hạt nếp nó nở đều nè.
có nước cốt dừa, các bạn thấy nó bóng lưỡng à. Đây là cái cách làm xôi mà mình thấy đơn giản nhất luôn á, không có cần phải ngâm nếp mà xôi cho ra ngon, để nguội nó vẫn mềm ngon luôn. Mình thấy xôi vậy là nó vừa luôn. Nếu như bạn nào thích ăn mà nó mềm hơn thì dùng một lượng nếp, một lượng nước cốt dừa. Mà mình thấy nếu mà mềm quá cũng không ngon ha. Cho thêm hành lá vào. Vì hôm nay mình ăn với vịt khì á nên cho hành lá. Còn nếu các bạn ăn xôi ngọt thì cũng làm tương tự. Rồi cái mình cho đường muối mè lên. Mình sẽ cho thêm vào là hành tỏi phi thơm. Có mỡ hành lên thì hạt xôi nó ngon lắm, nó bóng mà nó thơm. Thịt vịt mình đã làm xong. Vừa có màu đẹp tự nhiên nè, mà vừa thấm nước dừa ngon nữa. Xôi thì dẻo. Hồi nãy giờ mình để nguội luôn á, hạt xôi dẻo còn nhiều hơn lúc mà các bạn còn nóng nữa. Và làm cách này á, các bạn để từ sáng đến chiều luôn, xôi vẫn mềm dẻo nha. Nếu mà các bạn làm khô quá, để khi mà nó nguội á, là hạt xôi khô lắm, ăn không có ngon. Mình đã làm thành công món xôi trắng với nước cốt dừa mà không có cần ngâm nếp, rất là dễ luôn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử nha. Chan thêm một ít nước thịt vịt khìa lên trên nữa. Cái nước này á, mình nêm nè đường nè, muối nè, và một ít nước tương nữa cho nó thơm đậm đà ha. Và cái nước này nó vừa miệng thôi, không có quá mặn thì ăn mới ngon. Rồi bây giờ mời các bạn cùng ăn chung với mình nha. Xôi dẻo nè và béo nước cốt dừa. Ăn vào nó ngọt ngọt mặn mặn của thịt vịt. Ăn không vậy vẫn ngon luôn các bạn, khỏi cần ăn với thịt luôn á. Nếu mà ăn xôi ngọt á, thì các bạn cho thêm đường muối mè, ăn rất là đậm đà luôn. Xôi béo và mặn mặn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt thịt vịt ra nha. Vịt mình á, khi á, vừa mềm vừa thấm gia vị. Mình dùng một con vịt, mình khìa đến hai trái dừa luôn á, cho nó rút nước từ từ á thì thịt vịt nó mới ngon, mềm ha, bên trong cũng thấm nữa, gia vị rất là đậm đà. Thịt vịt ở bên trong nó mềm nè, nó lên được cái màu ửng ửng hồng hồng, và ăn cùng với xôi thì ngon lắm. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món xôi trắng nước cốt dừa của mình nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày, xem video ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.